Đây, cái nồi mới làm xong nha, bao em ru cho anh em ha. Anh em nghe gần cái nồi luôn ha, đó. Em ru cho anh em, nhưng mà lên ga là bắt sớm em ha, bắt sớm chạy cho nó nhẹ xe mới tiết kiệm xăng nha anh em. Thì anh em với độ xe của nó.com. Sáng nay mình có làm cái nồi chiếc AB125 nha anh em. Thì mình anh em cùng kiểm tra cùng mình luôn ha. Thì camera tới đây nè. Thì mình tháo ra mình thấy cái chuông nó đã đóng sơ mi nha anh em. Đó, anh em thấy cái chuông đóng sơ mi ha. Đây. Thì anh em đừng có ham cái chuông đóng sơ mi nha anh em. Thật ra nó không có ăn bố đều cho anh em đâu. Đó. Bố này anh em. Ăn có một rửa anh em ha. Đó, anh em thấy không? Chuông đóng sơ mi không bao giờ nó bằng phẳng như cái chuông zin của trong hãng nha anh em. Anh em thấy không? Ăn có được nhiêu đây thôi anh em. Ngoài đây là không có ăn anh em coi camera coi kỹ ha. Đó, anh em thấy không? Bên này cũng vậy anh em. Đó. Khúc này là hơi nhiều nè. Về khúc sau này ăn có chút xíu à, chưa tới 1/3 nha anh em. Đó, thì anh em đừng có ham cái chuông mà đóng sơ mi anh em. Không có được đều như cái chuông của trong hãng này đâu. Thì bi nồi thì nó hơi mòn, nhưng mà mình giữ lại cho chủ xe được anh em, hơi thấp ha. Này còn xài được tạm được. Còn cái dây cura thì nó đã mòn nha nè, mòn với lại là nó nứt hết rồi. Đây mình sẽ thay cho chủ xe cái này. Lọc gió thì dơ rồi. Đây. Đây anh em muốn vệ sinh thì mình phải vệ sinh lại. Còn muốn thay mình thay, còn cái này thì nên thay nha, tại cái giấy dầu mình vệ sinh lại thì nó cũng không có được tốt như ban đầu đâu. Đó, nồi thì mình sẽ làm lại cái chuông, thay chuông nồi anh em. Chuông này anh em thấy không? Nó không bám, nó cháy tím cái chuông luôn anh em nè. Đây. Anh em đừng có ham mà cái chuông đóng sơ mi nha, nó dở òm à. Đó, mình sẽ thay cái chuông, làm lại bố nồi chủ xe, thay lọc gió dây cura cho chủ xe nha anh em. Đây ha. Làm lại cái nồi trước cho chủ xe nha anh em. Đó, mấy cái này rơ mình sẽ làm lại, mình thay mới chủ xe luôn. Nó ngã ngàm hết rồi nha anh em. Ngàm nó rơ hết rồi nè. Anh em coi ha. Đó, nó rơ quá trời nha. Đây. Phần đế này nó cũng mòn rồi nha, nên phải mình thay cái mới đi. Nó mòn quá rồi nè. Đó. Nếu mình muốn giữ lại mình phải thay cái trượt này, nó mòn. Khất luôn nè. Rồi, mình sẽ bây giờ mình tiến hành là làm lại nha anh em. Thì anh em chạy theo ga nào mà muốn nồi em chạy bốc thì có thể qua mình ha. Mình sẽ làm cho anh em là bao là bố ăn 100% nha em, không có bố mà ăn một nửa vậy ha. Đó, thời gian bảo hành của cái gói này làm gọn nhẹ chủ xe là 860 ngàn anh em ha. Chú chọn cái gói làm nồi là gói rẻ 860 nha anh em. Bảo hành là 3 tháng ha. Đó. Rồi mình xin chào anh em. Chút nữa mình làm xong mình sẽ quay lại cho anh em coi ha. Mình cũng đâu có xài. Rồi, xin chào anh em ha. Rồi mình đầu tiến hành làm cái nồi chiếc Abelard lúc sáng mình quay cho anh em ha. Bây giờ mình quay lại cho anh em coi mình làm những gì anh em ha. Thì cái chuông là mình bỏ qua bên em, mình thay chuông mới cho anh em ha. Đúng là chuông chính hãng nha anh em. Đây. FCC anh em ha, E1 anh em ha. Anh em có thể kiểm tra cùng mình ha. Đó, đúng hàng của Nhật nha anh em. Đó, vết sơn còn nguyên nha anh em, vết sơn còn nguyên ha. Đây. Bố đi bố carbon Thái Lan anh em ha. Mới ha, ba cái mới luôn. Rồi. Bi đồ giữ lại nha anh em, kẹp trượt mình sẽ thay ha. Đó, dây cura là bando là mình thay cho chủ xe luôn. Bando nha anh em. Đúng của thằng AB125 ha. Bây giờ sư phụ mới bắt đầu tiến hành ráp nha anh em. Đây. Rồi sư phụ ráp luôn. Rồi chào anh em, mình ráp nha anh em. Rồi, anh em chào sư phụ. Rồi sư phụ ráp đúng bi luôn nha anh em. Bi là đít bỏ xuống dưới anh em ha. Đấy, nồi tay ga này thì ráp cũng đơn giản, không khó gì đâu em. Chỉ quan trọng là mình đi đúng đồ với lại mình canh cho đúng thôi. Rất là dễ dàng thôi, chứ không như giống như nồi xe số hay ha. Chuông là mình giữ nguyên nha em, chứ mình không có đi vớt anh em ha. Đây, mình vẫn giữ nguyên chủ xe, chạy cho nó bền ha. Mình không có đi vớt, đó, chuông mới là như vậy nha em. Mình bao là bố ăn đều nha em, chứ không có cần phải đi vớt chuông với bố ăn đều ha. Mới 100% mà vết sơn còn nguyên nha nè. Chuông cũ là mình bỏ anh em ha, bỏ. Đưa cái súng được không? Ra đây nè, ra đây gói này nè. Bắn nồi trước nồi sau nha anh em. Đó, anh em coi luôn ha. Nồi tay ga này thì rất là dễ làm. Anh em tự làm tại nhà cũng được. Chủ yếu là đi đồ cho ngon là ok thôi nha. Đồ ngon thì mình biết canh là được.
Rồi sư phụ mình vừa test cái nồi mới làm xong rồi, về nha anh em. Ok không phụ? Tới 12 giờ tao quay. Cái này làm nồi mình bắt hơi sớm nha em, bắt sớm chạy cho nó nhẹ xe anh em ha. Phụ nổ máy cho khách nghe cái luôn đi. Đây, cái nồi mới làm xong nha, bao em ru cho anh em ha. Anh em nghe gần cái nồi luôn ha, đó. Em ru cho anh em, nhưng mà lên ga là bắt sớm em ha, bắt sớm chạy cho nó nhẹ xe mới tiết kiệm xăng nha anh em. Thì anh em AB125 nào mà muốn làm cái bài này thì qua tiệm mình ha. Mình làm cho anh em theo đúng ý anh em luôn. Xe này của anh chú đứng tuổi cho nên làm cho nó nhẹ nhẹ với lại là êm nha anh em. Rồi mình xin chào anh em ha. AB125 nha anh em.